thực hiện quyết định số 39 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn xã Đại Ân 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cù Lao Dung vừa tổ chức họp khẩn tổ chức thực hiện. Đến dự có ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trên địa bàn huyện Cù Lao Dung có 218 trường hợp người trở về từ vùng có dịch COVID-19. Qua xét nghiệm PCR, 4 trường hợp ở ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1 dương tính với SARS-CoV-2. Huyện tiến hành điều tra dịch tễ có 13 trường hợp F1 và 52 trường hợp F2. Các trường hợp dương tính đưa vào khu điều trị tại trung tâm y tế. Các trường hợp F1 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, xã Đại Ân 1, Ban chỉ đạo huyện đề nghị các ngành chuyên môn tăng cường truy vết, điều tra dịch tễ thần tốc hơn nữa, nhưng phải đảm bảo chặt chẽ để có biện pháp khoanh vùng dập dịch. Thực hiện chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo xã thành lập các chốt chặn các cửa ngõ ra vào khu vực phong tỏa. Ngành công an đảm bảo an ninh trật tự, vận động chủ phà Đại Ân 1 chở không quá 10 người, đảm bảo giữ khoảng cách 2 mét. Ông Nguyễn Văn Sắc đề nghị các ngành, các xã thị trấn hết sức bình tĩnh, đề cao cảnh giác trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền các khuyến cáo phòng chống dịch để người dân hiểu và chấp hành tốt. Ban chỉ đạo huyện sớm thiết lập thêm khu cách ly, đôn đốc nhắc nhở, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch và đình những cuộc họp, hội nghị không cần thiết.